cô bạn nói bạn khác à? Cô bạn nói Phong à? Có giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng, trong sáng. Nhắc tới các bạn nhỏ vùng cao đi học khi trời còn rất sớm, khi những giọt sương còn đọng trên lá, buổi tối đến và làng lại rộn ràng những tiếng hát thật hay đấy. Các bạn ơi, vừa rồi cô thấy chúng mình học rất ngoan và giỏi, vì vậy cô Quản sẽ mang tới một trò chơi vô cùng thú vị để tặng chúng mình đấy. Các bạn có thích không nào? Cô Quản ơi, cô Quản mang tới trò chơi gì cho các bạn vậy? Các con ơi, đến với buổi học ngày hôm nay, cô Quản có một trò chơi vô cùng thú vị dành tặng cho các con đấy. Đó là trò chơi sợi dây âm nhạc. Để chơi được trò chơi này, cô xin mời các con tạo thành một vòng tròn to nào. Các con ơi, trên tay của cô có gì đây nhỉ? Trên tay của cô có gì đặc biệt? Rất nhiều sợi dây. Rất nhiều sợi dây. Để chơi được trò chơi này, thì cô xin mời các con hãy chọn cho mình một sợi dây thật đẹp nhé. Yeah.
tay khéo léo của các cô đã làm nhau pha những chiếc ghế thật là đẹp đấy. Bây giờ cô xin các con hãy nhẹ nhàng đi lấy những chiếc ghế đó và chỗ ngồi của mình nào. Xin các con. Thank you.
phần biểu diễn của các bạn. Các con ơi, vừa rồi chúng mình thấy các bạn biểu diễn có hay không? Chúng mình hãy dành tặng cho các bạn một tràng pháo tay thật to nào. Vừa rồi cô thấy chúng mình các bạn ở buổi diễn hát rất là hay rồi, và lần này chúng mình được kết hợp cùng với nhau thì sẽ hay hơn đấy. Vậy các con đồng ý với cô không? Vậy bây giờ cô xin mời các con hãy tạo thêm hai vòng tròn, và lần này chúng mình sẽ thay đổi hình thức nhé. Cô xin mời các con. Các bạn ơi!
lắng các con ơi, để các con cảm nhận sâu sắc hơn về nỗi khó khăn vất vả, sự gắn bó với các thầy cô giáo với vùng cao. Ngay sau đây, cô xin mời các con cùng đến với hoàn cảnh em là cô giáo vùng cao do hai cô và các bạn thể hiện nhé. Xin mời các con. Còn khó khăn hơn.
cô và các con đã cùng nhau quyên góp và chuẩn bị một số món quà. Vì vậy, ngày hôm nay, cô con mình sẽ cùng nhau làm nhận nốt những món quà đó để trao gửi yêu thương đến các thầy cô giáo và các bạn nhỏ vùng cao. Các con có đồng ý không? Vâng. Cô xin mời các con hãy nhẹ nhàng đi lấy đồ xuống nào. Xin mời các con.